trò chơi đó là thử thách làm tranh cá. Cho như thế nào là dễ sao? À dễ lắm anh à, chúng ta có hai bức tranh giống nhau và ai làm bức tranh đẹp nhất và ai nhanh nhất sẽ được một phần thưởng. Có phần thưởng nữa hả chị Elsa? Và đó cho anh à, đó chính là hai quả trứng khi nào chơi này nè. Và đã đẹp quá.
nước màu hồng ở đây nè. Bây giờ em sẽ làm màu đen. Tiếp theo mình sẽ làm cái chậu hoa. Thứ 12 mình sẽ làm cái thứ này màu tím. Cũng đẹp ha. Còn ở ngoài sẽ làm màu. Và bây giờ chúng ta sẽ làm màu vàng đi. Wow, em có một cái dầu màu xanh lá và màu
bạn.